Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một cái event từ sàn Binance nha bạn. Thì nhiệm vụ event này sao nữa. Đã đăng ký giới thiệu thành công người đăng ký mới tài khoản Binance thì các bạn cộng 2 dòng quay nè các bạn. Gửi tiền 100 USDT BUSDT sẽ cộng được 2 thì được quay nè các bạn. Tổng giải thưởng khối lượng 15.000 USDT giao dịch là các bạn cộng được 2 được quay nè. Đây cho mình không đủ quá. Chia sẻ hoạt động này lên phương tiện xã hội hoặc cộng đồng tiền tự tử cộng một được quay nè. Rồi mình chỉ được làm được hoàn thành nhiệm vụ này các bạn bấm vào một làm nữa các bạn. Sau đó các bạn login tài khoản Binance cái sàn của tất cả bạn vào nè các bạn. Rồi các bạn bấm mất. Rồi các bạn gửi qua nha các bạn. Thì sẽ có một cái email tại sao qua tiếng ấy. Sau khi các bạn lướt chơi xong thì sẽ có một cái mã code gửi về tin nhắn cho tất cả các bạn nha các bạn. Bây giờ 56. Rồi các bạn copy cái mã code này các bạn đăng nhập vào sàn Binance của tất cả các bạn nha các bạn. Sorry các bạn nhấp vào mục này cái đó nó mới gửi tin về mã code cho tất cả các bạn nha các bạn. Binance này gửi về cho mình một mã code này. Các bạn sao chép mã code này lại nè. Các bạn đăng nhập vào. Rồi các bạn login vào nè. Rồi sau đó các bạn vào cái mục vòng quay này nha các bạn. Các bạn bấm mục làm nè. Chia sẻ lên truyền thông xã hội cộng đồng tiền điện tử. Các bạn chia sẻ lên tài quýt nè. Rồi các bạn đăng test nha các bạn. Dự án này đến từ Indonesia các bạn. Sau khi mình chia sẻ xong mình được một lượt quay các bạn nhấp vào mục VUCA nha các bạn. MUKA vốn tời rồi mình chắc lắc rồi các bạn ơi. Tời lâu lâu được cái nhiệm vụ phải vô 0.014 BNB hoặc 10 USDT của 5 USDT cũng được. Hết lượt quay các bạn ơi. Rồi bạn nào chưa có tài khoản thì đăng ký một cái tài khoản rồi làm nhiệm vụ như mình đang quay các bạn. Đăng kiếm 0.014 BNB nè, 5 BUSDT và 10 USDT các bạn. Vậy video này kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo từ mình nha.